Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm cho người tham gia bảo hiểm y tế làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng công nghệ quét dấu dân tay, xác thực sinh trắc trên căn cứ công dân gắn chip tại năm cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình. Ứng dụng công nghệ này giúp giảm đáng kể thời gian thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, tạo sự tiện lợi tối đa cho người bệnh, mặt khác còn giúp nhân viên y tế xác thực chính xác bệnh nhân thông qua nhận diện dân tay của người bệnh, người bệnh không thể mượn thẻ của người khác để đi khám chữa bệnh. Trong quá trình triển khai thí điểm, các đơn vị tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để hoàn thiện hơn nữa các tính năng liên quan làm cơ sở nhân rộng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tối ưu nhất.